Thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe mô tô với tốc độ cao, vô tư, làm xiếc trên đường phố Đà Nẵng. Theo đó, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 17 tháng 10 ghi lại cảnh thanh niên chạy mô tô biển kiểm soát 72K1-28462 trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn với tốc độ khá cao hướng từ quận Sơn Trà về quận Ngũ Hành Sơn. Đến ngã ba đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, thanh niên này bốc đầu mô tô lạng lách đến ngã ba đường Võ Nguyên Giáp, Ngô Thị Sĩ mới dừng lại. Sự việc khiến nhiều người đi đường bức xúc. Theo clip ghi lại thì quãng đường thanh niên này bốc đầu làm xiếc khoảng 70 mét trong khi có nhiều ô tô xe tải lưu thông. Sau khi clip đăng tải đã nhận nhiều sự chia sẻ bình luận thể hiện sự bức xúc của cộng đồng mạng.